nữa. Nè chào mừng đã trở lại màn ảnh nhỏ của ATV ẩm thực vùng quê. Quan sát luôn, còn nhúc nhích. Rồi, để cho cúm núm đi. Rồi, chắc ăn cúm núm à. Cúm núm à, nó kìa. Dở lên thì chắc ăn. Rồi, cúm núm trống bự nè, vô mánh à. Cúm núm này mới dính luôn, mới vừa dính khoảng chừng 2-3 phút gì, mình ở dưới kia mình nghe là cáo trên này là miết, chạy miết lên dính rồi, quá thấy ham. Rồi gỡ nè, ngưng máy gỡ đây. Ô tờ, thấy mà ham. Được rồi. Ngưng cái gỡ cái. Đây nè. Biết đã luôn, cái núm trống hải hùng. Mà nó quay cái tay là không được. Đây. Ồ, gô, thấy mà ham luôn. Thấy ham anh em. Ở đằng xa khoảng chừng 50-60 thước rồi mình nghe nó la cáo đằng này. Rồi, lụm luôn. Rồi, tạm ngưng anh em, là đang bắt máy lên cái nè. Giờ anh em xem con cóc nó đang lột. Cóc nó đang lột da à, nó lột da rồi nó tự ăn cái da nó vào luôn rồi, chứ nó không có bỏ da nó đâu nha. Nó lột da rồi nó tự nó ăn cái da nó vào trong miệng luôn, ăn vào bụng nó luôn đó, nó ăn vào trong bụng luôn, nó không có bỏ đâu, nó lột da rồi tự nó ăn luôn. Đó, nó hỏi lần nó hả họng là nó nuốt vô, nó phân cái da nó lên từ từ, 2-3 con luôn. Quá cắm nhiều con quá. À, hai con cũng vừa, mà con kia cũng vừa mới lột xong luôn. Xuống dưới cái luồng dưới nè, luồng chỗ mình đặt máy dài xuống chỗ đám sen.
có ếch. Ôi có dính anh em ơi. Rồi 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 rồi, có rồi, cũng đúng luôn, chắc ăn. Trời ơi, con gì vậy trời? Ủa con gì vậy? Chích. Trời ơi, chích chứ không phải con nấm. Ké. Ủa cũng nấm máy mà, cũng nấm máy mà đánh cũng nấm mà làm gì có vụ chích được. Nó máy nè, lộn thì xa đó. Giờ này nó còn tối, mình thấy nó đen đen, tưởng đâu là trích không à, thấy nó nhỏ nữa. Con máy. Ui quá im, quá im. Mở hàng con máy nữa nha. Tới đường lo luôn đó. Đường này là mình đặt lo đằng kia kìa. Thử một rồi. Trời ơi, một qua quấn vô cánh đúng không? Nè, mini nha, lại mini nữa rồi. Ở bên cái luồng, cái góc sen bên đó đó, nó có dính cái con gì lòng thòng bên đó nữa. Quằn cũng không có sâu, chắc con cò á. Thôi mình để mình đi qua bển thử coi. Sáng ra cấm núm với cò nó có cánh nó bay mà như ruồi vậy đó. Nó chưa có gom, đợi cho vài hôm nữa cắt lúa ở dưới kia gom lên cây luôn. Chỗ đám sen này có luôn, luôn này chạy dài vô trong, hiện có dính con gì phía trong nè, không biết còn hay sảy lại mà sảy để lên cục câu đau thương. Rồi cái này chính xác là có dính con gì, dính con gì ngay đây, chắc cò quá mà nó sảy rồi, vụt mất rồi, chỉ móc cái la lúa xuống dưới. Đây cái cục câu này là nó dính con tu hú nó rối nè. Đây cái cục câu này dính tu hú nó sảy nha. Nó tu hú là phải dính vào là phải gỡ liền mới được, chứ cái loại của nó sống trên cây, nó sống trên cây là nó gỡ câu được hết trơn, nó gỡ câu mình được bình thường, nó đu 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 mình nó gỡ câu mình được bình thường. Còn mà nó móc vô thịt thì nó chịu thôi, chứ nó dính vô quấn là nó đeo dây này nó gỡ dây kia được hết trơn. Cái loại nó sống trên cây, mình phải đánh tu hú là mình phải đi thăm thường thường. Tươi quá tuyệt vời. Ây da, kìa nữa kìa, quá nhiều anh em ơi. Con này con gì đây, lại đây con này trước đi, con này còn nè. Quá trời rồi anh em ơi, nhiều khoảng dính quá trời, nhiều khoảng dính rồi, 2-3 khoảng luôn. Khoảng này con cò rồi, trong kia mới là đúng con nấm. Này kia cũng đúng anh em ơi, kia cũng đúng mà không biết nó còn hay là nó sảy rồi. Quá trời, nó quằn câu luôn, gịch lâu ra lúa luôn, không có dấu hiệu nhúc nhích gì trên, chắc đi gì rồi. Nhíu cái nắng nè, thấy nó gịch câu một cái ra nửa hộc đất luôn. Mà sao mà không thấy nhúc nhích, cũng đúng còn. Rồi thôi, nó lâu quá rụng.
Rồi. Quá im. Quá im. Quá im anh em ơi. Quá. Cái hàm luôn. Dưới cũng đúng mà sảy rồi. Vừa dùng lúa luôn. Sảy à. Mới sảy đây. Trời ơi con kìa. Mới luôn á. Con này vừa mới sảy luôn. Trời ơi tình. Buồn thiệt chứ. Ngay đây nè. Dính con chút xíu lông. Còn dướng lông ra luôn. Còn dướng lông ra luôn nữa nè. Trời ơi nó uổng gì đâu nha. Sảy cái là để. Cục câu mà tình nó uổng. Con này mới sảy luôn. Má phải đi vô luôn được rồi. Đây là cây tai tượng. Đây là ăn mắm. Mắm kho. Với lẩu. Ở đây có nhiều quá. Thì vùng này nó lung đìa dữ lắm cho nên cái loài này nó còn. Hồi nở nữa. ATV ẩm thực quê xin thân chào cả nhà. Giờ vừa rồi mình cũng đã cùng nhau đi thăm 7 con chim. Rồi cùng tôi ngắm mặt trời mọc. Rồi bây giờ mình đã về đến nhà rồi. Giờ cho anh em cả nhà mình cùng xem thu hoạch của mình đêm nay nha. Đây nè anh em. Mình đây. Hai gà nha, hai cò, còn có cúng núm đầu hôm kìa. Đây nè, cúng núm đầu hôm mình còn để đó đó. Để mình xuống dưới mình bắt cúng núm lúc mà đầu hôm mình đi xả câu ra lên luôn. Đây. Cũng đúng đầu hôm mình đi sợi câu mà. Nó dính lúc đầu hôm. Lúc chạng vạng. Đây. Vậy là thành quả của mình đêm nay tổng kết lại được là 3 con gà, 2 con trống, 1 mái với lại 2 con cò dán. Đó, nay gà sáng trăng nó đi giấc khuya nha anh em, tầm khoảng 1 giờ cho tới 7 giờ sáng. Rồi mình câu thì mình có thể nó dính giấc sáng được, anh em lưới thì nó dính tầm khoảng 3 giờ hoặc là 4 giờ sáng gì đó. Thì trời trăng này thì nó di cư, ví dụ chỗ nào có lúa thì nó sẽ di cư trong đêm đi với trời trăng đó. Nhưng mà nó đi hơi khuya thôi, anh em có đi đánh thì khoảng 1 giờ mới ra được rồi. Còn mình câu thì mình lúc nào cũng được, sáng nó cũng vẫn còn dính mà. Rồi, video đến đây cũng xin phép được tạm ngừng. Xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau. Cảm ơn đã xem video. Này, thấy mê không anh em? Rất là mê luôn. Nó sảy mấy con rồi đó. Sảy 2 con sảy để là một dùng. Còn con thì nó bay qua nó dướng rồi nó sảy trước mặt mình luôn. Lúc đó mình không cầm máy quay cho anh em xem được.